Hey guys, xin chào tất cả anh em và các fan hâm mộ đã quay trở lại với tựa game Fury đây. Hiện nay mình sẽ quay tiếp những tập tiếp theo của tựa game này cho tất cả anh em và các fan hâm mộ xem. Và ngay bây giờ đây thì cuộc hành trình của mình trốn thoát khỏi tay sát nhân máu lạnh sẽ chính thức bắt đầu. Nào chúng ta ok, let's go thôi nào anh em, đi thôi. Không ngờ luôn đó anh em, chẳng lẽ là mình thoát game mình không chơi. Trời đất cơ, vừa đầu năm đầu tháng vừa vào mang là dây là chết rồi. Sao kỳ ta, số phận mình sao hẩm hiu hiu quạnh dữ vậy. Bộ mấy nay là nhà sản xuất game này ế lắm hay sao á. Cứ mỗi lần mình làm sát nhân là bộ là game này có thêm doanh thu hay sao á ta. Rồi ok luôn, mình sẽ giúp nhà sản xuất game tiêu diệt những cái thanh niên này ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đặt những cái tráp trùng đầu tiên. Nhích vô à. Đây là có xe cộ mà. Xe cộ quá trời luôn. Không có thuyền có xe anh em à. Rồi xe chơi theo kiểu xe vậy không có sao đâu. Thằng này đập cửa đập có 6 cái lận. Cái búa chạp bá lửa mà làm như là xài đúng búa cùn hay sao á. Đập cửa như là dở búa không nổi đó anh em không. Không có mã lực hay sao á. Đó đây hiện đập 3 cái nha. Chốt lại hiện đập đến 6 cái lận. Phủ phê và phủ phàng lắm. Rồi qua đây. Qua đây nè, có con nào chốt cửa đây nè. Gõ luôn cho lành. Trời ơi. Nghe kinh dị chưa? Ủa ai hả? Chưa kia kéo cửa chạy trước hả? Giỡn với mình hay sao ta? Lỏ trét đù. Cũng cơm. Gõ hả? Nghiệp dư mà mày đặt lại gõ với anh. Gõ là phải gõ ngay sau khi mình vừa chụp xong là gõ liền là mới được. Tàn đời. Kéo cửa sổ trước mà sao có chữ tàn đời đây ta. Gì em? Sửa. Sửa sang. Sửa sùng hả? Tự cưng. Vòng quanh thế giới. Vui hên dướng ở đó chứ mấy em tàn đời em rồi. À có đồ sữa hả, vậy đặt xuống đây. Trời, mình dễ lắm. Cho thanh niên nó trở thành mì tôm sông pha thiên hạ đi. Ở đây có cái phi tiêu này anh em. Phi tiêu nhổ luôn cho lành. Có chị hô trong đây ha. Chị hô chị núp chị hồi Tamina. Chị nghĩ là chị đủ bản lĩnh đó. Có cái bản lĩnh to lớn, to bự đó hả. Xong. Mọi thứ chấm hết kết thúc khi mình đập cái cửa này vào. Ồ, con kéo lật được gì vậy, máu hả? Ngon hả? Xem bộ ngon nha. Chị ấy vẫn trung thành với cái bình ác quy đó. Rồi chị ấy đi rồi anh em à. Chị ấy đi với một cái vết thương nặng ở trên người. Sao em? Cái gì Bino? Nè. Đó. Anh dành tặng cho em một cái món quà mà phải nói là vô cùng vô giá và quý báu. Rồi xuống đi em, làm gồng gì gồng. Bể đầu chắc rồi gồng gì nữa. Nhà sản xuất người ta sắp đặt vậy rồi, em gồng kiểu nào cũng chết thôi. Hai quem. Vậy mà vẫn trung thành với bình ác quy của mình ha, ghê ha. Đây. Lấy lụ. Lẫm kèo. Anh Niên rống không. Chốt cửa hả? Chốt cửa là đập cửa. Trời ơi anh đây cần gì vụ đập cửa đập cùng này. Dữ lắm, ở nhân đằng kia gì đắng nè. Nghe cái sực mà ta. Cái sực cũng ghê lắm mà. Mấy thanh niên đó dữ lắm. Nên là anh em cứ từ từ. Ở phi tiêu nè. Mình nhổ phi tiêu mình xài chứ. Mình xài nay xài phi tiêu hao dữ ta. Phóng hụt không nè. Trời ơi. Mình định lấy tầm xa anh em.
Thằng Huy. Mém nhíu. Chạy đâu? Đốt pháo bông dầu thừa hả? Chạy hả? Nè, chạy từ nãy giờ đủ chưa? Lấy lụa xuyên tạm thích. Ồ, nhân vật tàu cửa hành mì tôm à. Xem bộ là hơi mệt mỏi đó anh em. Mình cảm thấy là hơi mệt mỏi với cái nhân vật tàu cửa đó đó. Không sao. Sáng sùng đồ lỡ mấy thanh niên đổ rồi, thôi đặt đáp đi đi. Đáp đâu rồi ta, ở đây hả? Ủa ghê hả? Ủa mấy thanh niên phi châu tập trung đây đông ta. Sửa sang đâu hả? Ghê đấy. Bắn luôn. Bóp cò luôn. Có súng mà không để xài, bóp luôn. Bóp luôn cho lành. Ui nhíu. Mày hên là có dao bỏ túi nha cưng, chứ mấy là bay ra cửa sổ rồi lì. Ôi ai chơi lấy xe chạy bất nhân à. Ác nhân ác đức vậy luôn hả? Này chuyên nghiệp rồi anh em à. Lái xe có trình rồi. Nên mình đây mình không bắt nữa, chứ giờ mình bắt cũng không kịp rồi. Quá muộn màng, chơi lạng vô trỏng mà. Rồi kệ đi, tha đi. Không hiểu sao chạy làm chi. Làm chi vậy? Sống rồi, sống một con mồi rồi, sống một con nhạn rồi. Cái vậy cái xong cái vô ngồi chờ. Điện thoại luôn rồi. Dây sinh này tuy hồi chiêu thức nhanh thiệt nhưng mà nó bị rối ren. Đi hiên ngang quá ha. Dạng mình bắt mấy thanh niên kia mình sơ sẩy thằng đó quá anh em à. Không sơ sẩy là xong rồi. Cho một thằng chạy thoát tức ghê. Tức vô cùng luôn. Mình chơi dây sinh chưa bao giờ mà phải nói là sổng cái con mồi béo nút như vậy. Một con cừu béo nút mà chạy thoát được mình. Tức ha. Sao không sao? Chuyện đâu còn có đó. Sửa xong rồi hả? Anh ta sửa sang xong rồi. Người ta giờ là nay người ta đang câu giờ. Người ta làm đế dương. Nghĩ bao nhiêu ước mơ ở đây mà làm đế dương. Mém. Trời ơi thằng đó mém. Mém nhíu lên em. Anh mém rống ảnh, còn tí nữa xong ảnh rồi, mình chụp mình tuôn hụt cái nữa lấy lúa rồi. Mình làm cái xa quá mình tưởng đâu là ảnh siết. Chạy nhanh là lụm kèo ảnh rồi. Hết chạy. Chạy đi đâu? Chạy hả mày phi châu? Một mém. Tiếp tục. Đợi khu nhà này. Khu nhà này gồm có đến 2 men lận. Một miner và một mì tôm. Không biết là nó định âm mưu gì. Chắc định tháo cái mặt nạ mình ra. Mém rồi. Mấy niên này sao ưa chạy trước cái đầu mũi giáo, cái đầu ngọn giáo của mình quá à ta.
Nghĩ thoát không cái đã, chạy chứ giờ chạy kiểu này chết rồi. Hết stamina. Hết stamina đường đâu nữa chạy. Đồ ghê ghê. Quay lại gõ luôn. Cái dạng luôn đấng nhân tài. Cái dạng giờ chơi làm liều rồi. Ô chạy ra ngoài đây luôn. Chờ thời cơ để trở mình. Mấy anh em nước ngoài và anh em. Anh em nước ngoài là ta vậy không á. Lạng kinh ha. Lạng kinh bắt đầu gõ. Hết, hết stamina, hết stamina. Có hàng cuốn cơm. Thằng có chi kỳ vậy? Tao không nổi sát nhân. Thua. Chập gì cũng hụt nữa. Gặp sát nhân cũ là dính rồi. Ban rừng kinh thế em. Ulit đến rồi á. Chạy đi đâu? Em nhắm chạy được bao lâu? Con chạy bên nè. Vậy mà cũng không trúng. Rồi bắn trúng luôn. Bắn xong thở. Chạy mà còn siết vậy nữa ăn cái gì nữa nè. Đậu con cháu bỏ túi có luôn ghê đấy. Thiệt tức tức cái mình luôn á. Mấy cái nhân vật này chạy bá đạo bá đích ha. Rồi xong luôn. Thiệt tình đang quay mà bị cái gì á. Chán quá anh em à. Một thanh niên kia giờ chạy đã, giờ ngồi chờ làm được gì. Làm được gì nhau. Một đứa thoát thôi, thoát thoát cả bầy, thoát cả ngàn, ai mà chịu nổi. Con siết kìa. Thấy được siết stamina hay ứng không? Quám liền. Chạy hả em? Bao nhiêu ước mơ đây? Có thằng kia. Make them suffer. Mày gan ta. Ủa gan to bằng trời. Mày hả mày. Đi không chịu đi lì. Nhây. Mình nhây với ông anh đi à. Nhây với mình anh em gan. Hên là thằng kia nãy ăn hên mới trốn thoát được ở nhà. Mình sơ sẩy tí mình tuột nút á. Chứ mấy là tàn đời nó rồi. 7/8 rồi, chạy thoát một mạng người phủ quá. Nhưng mà không sao ha. Ta nãy bullet đó, ta chạy vô luôn đi. Cũng ham thể hiện trình mắt in China. Rồi giờ chơi hai mạng cuối cùng cũng cơm. Rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ cố gắng làm tiếp một màn nữa cho tất cả anh em và các fan xem ha. Thì lâu quá thì mình cũng ít chơi replay nên là vào thì cái trình độ mình nó mất đôi chút nhưng mà không sao. Vẫn còn trụ được anh em à, vẫn còn giết được. Mình mang sao mình đổi sát nhân á, mình mà làm sát nhân coi như mình bó chiếu bó tay thôi. Tại vì chưa riết sát nhân thì mình cũng ngán, mình còn ngán mà nói chi là anh em ngồi xem video ha.
Rồi bây giờ mình sẽ đổi sát nhân, mong là không được làm sát nhân nữa. Còn được làm sát nhân thì thôi vậy biết sao giờ. Rồi mình sẽ đổi ai ta? Nhân tài chạy bền đi, chị Husi da đen đi. Anh em nào muốn mình chơi nhân vật nào thì anh em comment ha. Rồi chị Husi da đen thì lấy cái tài này với cái x2 máu đi. Quần áo chị Husi da đen mặc đồ bơi đi. Đi bơi đi lặn đi, trời ơi, y tế này chứ. Cứu ngừ. Ở đây chiêu thức đồ đầy đủ hết rồi. Nhảy múa rình rập gì các kiểu ok rồi. Bây giờ bên đây mình lâu quá chưa chơi trùm bao hết anh em. Giờ chọn trùm bao biết đâu chừng. Không phải biết đâu chừng mà rất có thể, rất có thể luôn. Trời ơi, mình chơi riết mình quen quá rồi. Còn thanh niên nào nãy hên rùi giật le ta? Thanh niên nào nãy tự nhiên cái giật le trốn thoát được. Rồi nè, thanh niên này nè, thanh niên 150 này, hèn chi trình độ đỉnh cao đẳng cấp ha. Lái xe mình thấy lạng lách được cũng master rồi. Biết mình đi từ xa lủi thẳng bụi liền, hay. Mình chịu. Nói chung là mình cần phải học hỏi nhiều về những cái thanh niên level 150. Rồi những cái level nhỏ chúng ta cũng phải cần học hỏi nữa. Có những anh em người nước ngoài level rất nhỏ nhưng mà trình độ là ngang tầm 150. Mình đã chơi chung phòng và mình đã chứng kiến tận mắt. Nhưng mà là do cái quá trình quay video bị lỗi nên là không thể đăng cho anh em xem được. Chứ không là mình đăng cái video đó lên anh em chửi mình cũng chịu luôn. Mình làm sát nhân mình đụng nguyên một dàn thanh niên đó mình không bắt được một ai luôn. Đó, tuy là trình sát nhân mình cao thật sự thiệt. Nhưng mà gặp những thanh niên đó nè ha, họ đi chung nè, họ hỗ trợ đồng đội rất là nhiệt tình luôn. Chơi rất là đã anh em à. Mình chơi phòng đó mình cảm thấy rất là vui luôn á. Tuy là mình bắt không được ai, không được mạng nào nhưng mà rất là vui. Tại vì vẫn có người trình độ cao hơn mình. Và nhờ đó mình phấn đấu, mình học hỏi. Và cuối cùng là mình mới đạt được cái trình độ cao hơn nữa. Chứ bây giờ ở trình độ mình không ai hơn đó. Thì mình ngồi ở đây là mình tự kiêu tự đại, như là kiêu ngạo giống Quang Vũ đó anh em. Nên là không được ha. Nên là mình cần phải có người nào trình cao hơn mình, để mình có thể tập tành học hỏi theo họ. Và mình lên trình bằng họ. Và nếu mà mình trên trình họ thì mình phải kiếm thêm một người nào đó trình cao hơn họ nữa. Rồi mình học theo nữa và mình sẽ cao hơn nữa. Thì thật sự là trình dây sinh của mình thì chỉ nằm ở mức tầm trung thôi, cũng ổn. Còn trình ngừ của mình thì anh em biết là rất là gà. Dạng mà siêu gà, nằm ở dạng siêu cùi luôn đó. Chỉ có những cái hàng dây sinh ngu quá thì mình troll mới được. Còn những anh em nào mà level 150 mà làm dây sinh đó thì thôi bó tay. Mình bó chiếu luôn. Ê bảy rồi. tiếp tục cái con đường làm gì sao? Make them remember what they did to us, Jason. Không thấy cái cảnh nào mà khổ như cảnh này hết. Làm Jason mà đáng lẽ người ta làm Jason phải vui đúng không anh em? Mình làm Jason cho mình cảm thấy đáng buồn, đáng hận luôn. Không sao. Mấy nhà sản xuất game mấy nay thiếu thốn quá, lỗ lã quá, cho mình làm vệ sinh lấy lại chút vốn liếng đó mà anh em. Không sao. Rồi đây giờ mình sẽ bắt đầu đặt hai cái trap ở đây. Màn trước thì mình đặt có một cái à, màn này mình đặt hai cái luôn. Tại vì vệ sinh này nhà mẹ đầu tư kinh phí lớn mà. Trùm cái bao. Tại nhà đâu có tiền mua mặt nạ đeo anh em. Quấy bao bố trùm chơi vậy đó. Trùm đeo chơi có thôi. Thằng nào vô hướng trời ơi, con Phi Châu chạy kìa. Chạy nghe ghê chưa? Mình thấy là mình nghe ghê rợn đó. Phòng này mình mong là mình không giết được mạng nào. Mình cảm thấy rất vui luôn. Giờ gõ đi. Gõ này 6 cái lận. Cái này dạng búa đầu vàng mà. Coi con ngu đó leo ra. Tự hên đó nha. Hên bị lỗi lắc đó anh em. Chứ mấy tàn đời nó rồi. Chứ không phải là leo lên gõ vậy đâu ha. Đó là dạng là trình hiệp dư. Mới gõ vậy thôi. You can never die. Đập cái cửa luôn. Đi. Xem bộ đông vui nha. Ra đây gõ nữa. Đâu rồi? Nhà giường không nhà trống. Trời, con nhỏ đó nó vẫn âm thầm nó lục đồ. Dù nó biết cái số phận nó sẽ hẩm hiu và hiu quạnh. Con ngu không? Con bay không? Ngu nè. Bay nhảy. Mình mà có chiêu lướt tay lê xa là tiêu rồi. Thôi bỏ con đó qua bên đi. Con đó bây giờ mình không quan tâm nữa. Ở chào bé thỏ. Cái trap này anh em nghĩ lý do tại sao người ta lại đặt hai cái trap ngay đó là quy trình cao là họ mới nghĩ ra vậy thôi.
là không cho mình đặt tráp. Đây, mình sẽ đặt tráp xuống không được ha. Không sao cả. Nó vậy thì đây. Không đặt tráp được đây, mình đặt tráp bên kia. Đạp tráp mình rồi anh em. Nghĩ sao một mình nó mà phá hai cái tráp cái con điên này. Mày điên vừa phải thôi, mày vừa tao điên chứ. Một mình nó mà lại phá hai cái tráp. La chưa. Rớm máu liền. Dục thấu bông nữa chứ. Có máu anh tưởng đâu làm gia thiên hạ. Nào ngờ, không ngờ là cái tình thế lại đổi thay như vậy. Thôi về nhà. Lên đây đi. Ra ngoài bãi biển thăm viếng cái xe. Có ai mà rảnh nách ở đây không? Có mấy nhân tài rảnh nách lắm. Ra đây chạy lông nhông tắm biển chơi. Cái dạng mà lúc chưa gặp sát nhân tắm không tả đó. Tắm chưa đã ghiền. Đặt tráp xuống. Đặt hai cái là được rồi. Xe này chắc mấy thanh niên đi xe 4 chỗ không đi xe 2 chỗ đâu. Đây. Đó, ở đây là phá cái trạm điện thoại này. Nó nói trạm điện thoại thôi chứ đây đâu phải là cái chỗ điện Tommy đâu anh em. Điện Tommy nó có cái cây anten trên đầu ha. Ở trong đây có mấy thanh niên trong đây nè. Trời trùm bao chạy nghe mệt mỏi dữ ta. Ở trong đây cũng không có luôn à. Chạy mệt kinh luôn á. Mấy thanh niên này chắc lát tụ bày tụ đóng mà lát hạ thủ như cường mình luôn. Ai à. Im. Cứ. Vô tự nhiên mà không bắt được. Trời ơi, bé lạng kinh thấy bé. Bé thỏ lạng. Này thì lách. Có đi ứng cứu hả? Đây nè em. Đây. Vào đây. Ứng cứu cũng như không thôi làm gì vậy? Ô vô định chết chung à. À dạng định chết chùm chung đó mà anh em. Đâu có điểm. Làm gì nữa có điểm là làm gì? À chạy lòng vòng để gõ. Mấy niên này. Giác tráp chạy. Please no. Con ly hả? Để mình xem coi trình độ bao nhiêu ước mơ. Cái gì vậy? Giờ ai chơi vậy? Đù dao bỏ túi hèn gì gan. Gan to bằng trời mà. Ồ điện thoại lấy bullet luôn. Mình quên vụ đó nữa. Không sao điện chứ. Mình đây mình bắt à. Thanh niên này ghê á. Thanh niên này nhìn thấy dữ dội lắm chứ. Chạy cũng ghê gớm. Thằng Gui, vậy mà luôn lách được. Sao có nào gầy gõ rồi. Gõ chơi rồi. Gõ đi. Chạy vòng quanh thế giới với mình quang. Thằng kia lại gõ cú liền ha. Ghê đấy. Phòng này là Jason này là mình bị thọt rồi. Thôi cưng.
Mày rõ hả? Có dao liền, ghim ghim đít liền. Mấy thanh niên này chơi hay lắm, nên là mình thua trận này mình vẫn cảm thấy rất là vui mừng, vui sướng. Đạch ha, ghê ghê. Còn thằng kia con ngu không? Để lại lên xe tẩu trốn hả? Đồ đâu, đồ đâu? Nhắm đi được không cái đã? Mày hả? Bỏ trốn à? Bỏ trốn hả mày? Dặn đầu liền. Còn năm thanh niên mì tôm thì bị mất con dao, đứng nhìn trong vô vọng. They deserve to die, Jason. Make them suffer. Có dao luôn, đu toàn thanh niên sử dụng dao không ha. Mình đặt cái trap đó phải nói là vô cùng đúng đắn. Xịt cứu nó đi. Ừ, cứu nó đúng rồi. Hên đó, cái dạng hên dịch le đó. Có con kia cứu chứ mấy tàn đầu rồi. Còn con quỷ hung xê này cứ me. Còn thằng này đi. Đi, đi, đi để gõ. Mày, mày ăn không rồi, mày phá đám lắm hả? Con quỷ này nữa nè. Quỷ này giờ cầm mã lóc mặt nạ mình ra hay sao? Nhìn thấy là biết rồi, nhìn thấy là nguy cơ rồi. Mấy này nay nó quằn dữ ta. Cái dạng bây giờ kiếm kiếm một mục tiêu đi. Gì kỳ vậy ta? Chiêu chiêu vẫn chưa có nữa. Mày. Thôi không được luôn. Vậy sinh này cái dạng chiêu nó kỳ kỳ sao đó anh em. Nó không sử dụng được hay sao á. Mình bấm hoài không ra. Mày hả mày, mày ăn không ngon rau quỳ nè. Mình ngứa nách mày rau quỳ. Một mem lì lõm. Đó là dạng ăn không ngon rau rảnh, rảnh rang. Make them suffer. Còn mày, mày cũng rảnh lắm nè. Mày chạy hay không có kiên cứu là tàn đời. Từ 8 kiếp rồi chứ không phải là vậy không đâu. Rồi ai thoát được thoát nha. Anh đây em không săn bắt nữa, mệt mỏi quá rồi. Kill for mother. Rồi ai nữa ra đây luôn đi, cho đủ bộ cắm sên làm nguyên bộ cắm lê luôn đi. Dí bắt ở đây cũng mệt quá rồi. Ừ, da đen nè, làm luôn đi chứ. Đầu bơm tổ chim tổ quả nè, bắn đi. Con này, leo. Đây, đây xem bộ khán giả xem đông vui nè. Chạy đi. Chạy được bao nhiêu cứ chạy, mình cho tự do. Cho tự do lựa chọn cái sản phẩm, cái thành phẩm của mình. Còn thằng này chạy. Mày. Mày chạy được bao nhiêu nữa? Nó chạy để mày chết à. Xong. Tàn đời. Số phận hẩm hiu hiu quạnh. Thanh niên này như đường chết tới nơi rồi. Sử dụng mỗi lết để làm gì? Cũng cơm. Mày, mày chạy hả? Dặn đầu liền. Chạy được cái hai chạy cho hai chị Husi da đen với thằng da đen chạy khóc cùng nhau đi. Hai đứa bên nhau suốt suốt quãng đời còn lại đi. Mẹ hai đứa chạy đây nè, chuyến đâu xa lạ. Mình riết mình quen quá rồi. Còn hôm nay mày làm gì mày chạy ghê vậy? Chạy không từ từ chứ. Nhỏ kia đi đi chứ. Lại giết bảy thả một. Dạo này sau nay mình tu tâm dưỡng tánh hay sao đó anh em? Giết bảy thả một không à? Gần tới chỗ đập chết tức thiệt luôn chứ. Gặp mình đây mình đập máy luôn chứ, nó thiệt. Tới nơi rồi.
giết 7 thả 1, giết 7 thả 1 rồi. Mấy nay mình làm vệ sinh nhân từ luôn quá chứ chẳng qua anh bắt không được. Rồi ha, thì bây giờ mình sẽ chính thức kết thúc video lại tại đây. Anh em cảm thấy sao về video của mình hãy để lại comment bên dưới. Và anh em đừng quên đến đăng ký để theo dõi những video mới nhất của kênh này nhé. Cảm ơn mình, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập tiếp theo của tựa game Fury đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình, xin chào tất cả anh em. Và mình xin chúc tất cả anh em và các fan hâm mộ của mình là luôn luôn có một ngày tốt lành nhé. Oh yeah.